Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tháng 8 này sẽ có thêm các tuyến xe buýt chạy ban đêm. Theo đó, thời gian xe buýt sẽ tăng thời gian chạy từ 20 giờ hoặc 21 giờ lên 21 giờ 30 hoặc 22 giờ trong các tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Việc mở rộng các tuyến xe buýt đêm đến các khu vui chơi, các nhà hàng, tiệc cưới nhằm tạo điều kiện cho nhiều người đi xe buýt thay vì đi xe máy. Ngoài ra, các tuyến xe buýt đêm này sẽ tạo thuận lợi cho học sinh đi học thêm vào ban đêm hoặc công nhân đi làm hoặc tăng ca vào ban đêm vẫn có xe buýt đưa đến nơi học, nơi làm hoặc về nhà